Máy pha cà phê là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong bất kỳ quán cà phê nào, đảm bảo cung cấp liên tục những tách cà phê chất lượng cho khách hàng. Tuy nhiên, vấn đề thường xuyên gặp phải là máy pha cà phê hay bị hỏng, gây ra nhiều bất tiện và chi phí không mong muốn cho chủ quán. Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân và cách khắc phục, cũng như tác động của nó đến doanh thu và chi phí, chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết hơn về vấn đề này. Nguyên nhân máy pha cà phê thường xuyên bị hỏng. Thứ nhất, do sử dụng liên tục. Máy pha cà phê thường xuyên hoạt động với cường độ cao. Điều này có thể làm tăng nguy cơ hỏng hóc do mài mòn nhanh hơn các bộ phận. Thứ hai, bảo trì không thường xuyên. Việc không bảo trì thường xuyên có thể làm cho các vấn đề nhỏ trở nên nghiêm trọng, từ đó dẫn đến hỏng hóc. Thứ ba, chất lượng nước. Nước có hàm lượng khoáng cao có thể gây cặn bám và ăn mòn các bộ phận trong máy, làm giảm tuổi thọ của máy. Thứ bốn, lắp đặt và điều chỉnh không phù hợp. Việc lắp đặt không chính xác hoặc cài đặt không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật cũng là nguyên nhân khiến máy dễ bị hỏng. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến tiền bạc. Cụ thể như sau, một, chi phí sửa chữa và thay thế. Chi phí sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận hỏng có thể rất cao, đặc biệt là với các máy pha cà phê chuyên nghiệp. 2. Gián đoạn kinh doanh. Khi máy pha cà phê hỏng và cần sửa chữa, quán cà phê có thể phải ngừng hoạt động tạm thời, dẫn đến mất doanh thu. 3. Ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu. Thường xuyên hỏng hóc có thể gây ức chế cho khách hàng và làm tổn hại đến uy tín của quán. Và sau đây là biện pháp khắc phục và phòng ngừa. 1. Thực hiện bảo trì định kỳ. 2. Sử dụng nước lọc chất lượng tốt. 3. Đào tạo nhân viên cách sử dụng máy đúng cách. Khi bạn cần một giải pháp đáng tin cậy để đảm bảo máy pha cà phê của mình hoạt động ổn định và bền bỉ, hãy nhớ đến Lyon Coffee. Chúng tôi cung cấp các loại máy pha cà phê chất lượng cao, kèm theo dịch vụ hậu mãi chu đáo và giá cả cạnh tranh.